Câu hỏi số 2, giới hạn của thực dưỡng là ở đâu? Thì theo cái cuốn 33 câu hỏi đáp thực dưỡng, thì khi mình áp dụng thực dưỡng, mình cần có thời gian để cho cơ thể lập lại quân bình. Thời gian này nó tùy thuộc vào cơ địa của từng người, tùy thuộc vào tình trạng bệnh chỉ là rối loạn chức năng hay là đã tổn thương thực thể. Trên cơ bản thì còn từ 15 ngày đến 20 ngày để tống độc trong máu và nhẹ bệnh, 3 năm để thay đổi mô tế bào, 5 năm cho xương và 7 năm thay đổi tủy xương. Nếu cái sự mất quân bình này nó đã vượt mức thái quá, tức là khả năng lập lại này sẽ bị giới hạn và việc lập lại quân bình rất khó khăn. Như vậy là không nên để cơ thể quá suy kiệt rồi mới áp dụng thực dưỡng, mà phải phòng chống bệnh từ xa. Có nghĩa là phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh ạ. Rồi, những cái trường hợp mà còn có sự can thiệp của y học hiện đại là những cái tai nạn chấn thương nặng, gãy xương. Qua kinh nghiệm thì y khoa hiện đại chỉ chữa trị và dùng thực dưỡng để hỗ trợ thì bệnh mau lành mà không bị đau đớn thái quá. Bệnh do vi trùng đang tấn công cần chữa trị theo y học hiện đại, hỗ trợ bằng thực dưỡng do không còn đủ thời gian cho cơ thể lập lại quân bình. Bệnh đã quá lâu ngày, bệnh nhân đã quá lớn tuổi, không còn khả năng phục hồi, thì thực dưỡng chỉ đóng góp vai trò hỗ trợ rất đắc lực cho y học hiện đại. Đây là cái ý của giới hạn của thực dưỡng. Và con Hầu xin bổ sung thêm. Và thực dưỡng còn kết hợp với những phương pháp khác vì lý do thống kê theo Tổ chức Y tế Thế giới là 33% là bệnh cấp tính và 67% là bệnh mãn tính. Và trong đó chi tiết những cái bệnh nào mà nên đi Tây y thì con Hầu sẽ liệt kê ở đây những cái bệnh cấp tính đó. Khi mà bệnh mình mất một lượng máu lớn từ bất cứ chỗ nào trên cơ thể, mình ho ra máu, môi, móng tay, móng chân xanh tím nhiều mà nếu mới xuất hiện à, khó thở nhiều, nghỉ ngơi cũng không đỡ, gọi không tỉnh tức là hôn mê, yếu đến nỗi là ngất đi khi đứng dậy, một ngày hoặc nhiều ngày là không đi tiểu, một ngày hoặc nhiều ngày không uống được bất cứ thứ gì, nôn nhiều hoặc là đi tiểu lỏng kéo dài hơn một ngày hoặc là nhiều giờ ở trẻ nhỏ, tiêu tiêu phân đen như hắt ín hoặc là nôn ra máu hay là phân. À, những cái trường hợp này mình phải đi theo Tây y. Đau dữ dội và liên tục ở dạ dày, cái vùng trên rốn, ở người không bị tiêu lỏng hay là tiêu không được, bất cứ cơn đau dữ dội nào và liên tục kéo dài hơn 3 ngày, cổ cứng, lưng cong lại kèm theo hoặc không kèm theo cứng hàm, ngất nhiều lần, co giật ở một số người bị ốm nặng, sốt cao trên 39 độ C không hạ được hoặc là kéo dài hơn 4-5 ngày, súc cân kéo dài, đi tiểu ra máu, các vết loét lớn dần và không chữa được, các vấn đề về thai nghén và sinh đẻ, bất cứ sự ra máu nào khi có thai, phù mặt, rối loạn khả năng nhìn trong những tháng cuối kỳ, đẻ chậm khi vỡ ối, khi ối đã vỡ và đã có cơn co tử cung. Như vậy là chi tiết thêm thì những cái này mình phải mau mau đi Tây y gấp rút.